Vâng ạ. Kênh Hoàng Hải Bất Động Sản kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý anh chị và các bạn mình trong video tiếp theo. Hôm nay thì em Hải sẽ chia sẻ tới toàn thể quý anh chị và các bạn mình một căn nhà nằm trên mặt tiền của một con đường thông để mình vừa ở vừa kinh doanh nha quý anh chị nha. Nhà của mình có bề ngang lên tới 6m nha quý anh chị. Bề ngang 6m và chiều dài của nhà mình là 19,5m nha quý anh chị nha. Tổng diện tích đất là 117m2, thổ cư 100%. Nhà xây dựng một trệt một lầu này quý anh chị và nằm trên mặt tiền của một con đường thông. Vị trí của nhà mình là thuộc phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Rất là gần với ngã tư 550, gần với Vincom của Di An, gần với chợ Thống Nhất. Đây là khu vực sân trước của nhà mình nha quý anh chị. Rồi, bây giờ em sẽ mời toàn thể quý anh chị mình cùng di chuyển ra phía ngoài, ngoài mặt tiền của căn nhà để quý anh chị mình cùng cảm nhận cái con đường phía trước của nhà mình nha. Đây là quý anh chị. Đây là quý anh chị, đây là con đường trước nhà của mình nha. Một con đường thông để mình vừa ở vừa kinh doanh nha quý anh chị. Đường này là quý anh chị. Phía trước đó là đường Nguyễn Tri Phương nha quý anh chị nha. Nếu mà ra đây mình quẹo tay trái là xuống Vincom, xuống ngã tư 550, chỉ tầm khoảng 300m thôi anh chị ạ. Còn nếu ra đây mình quẹo phải là lên chợ Thống Nhất nè quý anh chị, cũng chỉ tầm khoảng 200-300m thôi quý anh chị nha. Và con đường trước nhà của mình là một con đường thông để mình vừa ở vừa kinh doanh nè quý anh chị nha. Đấy, rất là đẹp ha. Rồi, đây là khu vực phía trước của căn nhà mình nè quý anh chị. Ngang 6 và dài 19m nha quý anh chị nha. Ngang 6 và dài 19,5 ạ. Tổng diện tích đất là 117m2, thổ cư 100%. Công năng sử dụng là nhà mình có một cái sân ô tô nè quý anh chị. Khu vực sân này mình có thể để kinh doanh được nha quý anh chị nha. Một khu vực sân ô tô rất là rộng. Khu vực này mình có thể vừa kinh doanh được quý anh chị ơi. Đây, ngang 6m và dài 19,5. Đây là mặt tiền ở phía ngoài của căn nhà mình nè quý anh chị. Nằm trên mặt tiền của một con đường thông. Một căn nhà có bề ngang 6m. Rất là đẹp nha anh chị nha. Rồi mình để làm sân ô tô hoặc là mình có thể vừa kinh doanh vừa ở luôn quý anh chị ơi. Một khu vực sân trước cũng tương đối là rộng. Rồi, em sẽ quay lại cái mặt dựng phía trước cho anh chị mình tham quan về căn nhà này. Nhà mình xây dựng một trệt một lầu này quý anh chị này. Nhà xây dựng một trệt một lầu với công năng sử dụng là sân ô tô, phòng khách, nhà ăn, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Rồi em sẽ di chuyển vào bên trong ạ. Đây là khu vực cửa chính nha quý anh chị nha. Nhà mình có hai cửa. Bên này là một lớp cửa phụ ha. Bên này là một lớp cửa phụ nha quý anh chị. Hai cái cửa này là đều làm bằng nhôm kính sinh pha, kính cường lực nha quý anh chị nha. Rồi, em đang dần di chuyển vào khu vực phòng khách của nhà mình. Em xin lưu ý ạ, căn nhà này thì thực tế là chủ yếu là bán đất vẫn là chính nha quý anh chị nha. Nhà của mình thì nhìn nó mới vậy thôi nhưng mà đây là sửa lại nha quý anh chị nha. Nhà sửa lại và đang rất là mới nha quý anh chị. Tổng diện tích đất là 117m2. Và mức giá em xin báo cho quý anh chị mình nha. Nhà mình là có mức giá là 6.200.000.000 quý anh chị ơi. Giá này còn thương lượng chính chủ và hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho quý anh chị mình luôn. Nhà là có sổ đầy đủ nha quý anh chị nha. Mình có thể mua bán và công chứng chuyển nhượng ngay nếu mà toàn thể quý anh chị mình muốn. Rồi, em đang ghi hình ở khu vực phòng khách cho toàn thể quý anh chị mình cùng cảm nhận. Khu vực phòng khách này cũng rất là rộng đấy quý anh chị ạ. Đây là một căn nhà mà mình có thể vừa ở vừa kinh doanh đấy quý anh chị. Khu vực bên này là khu vực bên hông của nhà mình nè quý anh chị. Rất là rộng ha. Phía sau kia là có một cái sân sau. Ở phía sau. Xíu nữa em di chuyển ra sau cho anh chị mình xem. Trong đây là khu vực nhà ăn của mình nè quý anh chị. Đây khu vực nhà ăn của mình nha quý anh chị nha. Ở phía sau đây là khu vực phòng bếp của mình. Ở sau đây là khu vực nhà vệ sinh. Nhà mình có hai nhà vệ sinh, một vệ sinh dưới và một vệ sinh ở trên. Ba phòng ngủ sẽ ở trên lầu 1 luôn quý anh chị nha. Còn đây là khu vực giếng trời này quý anh chị. Đây là khu vực giếng trời ở phía sau này. Đây ạ. Một căn nhà nằm trên mặt tiền của một con đường thông gần với đường. Cách Vincom Di An chỉ tầm khoảng 300m. Cách ngã tư 550 cũng tầm 300m thôi anh chị ạ. Và rất là gần với chợ Thống Nhất thuộc phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Rồi, em sẽ di chuyển lên trên lầu để em quay luôn cho toàn thể quý anh chị mình cùng cảm nhận về căn nhà này. Trên lầu 1 nhà mình có một lầu thôi anh chị ơi. Vâng ạ, đây là trên lầu 1 này quý anh chị này.
trên lầu 1 này sẽ có 3 phòng ngủ anh chị nhé. 3 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh. Đây, 3 phòng ngủ của mình sẽ nằm ở đây. Ở phía bên đây là phía khu vực phía ngoài sân trước. Xíu nữa em quay cho anh chị mình xem. Đây em quay lần lượt 3 phòng ngủ này cho quý anh chị mình xem nhé. Nhà mình có 3 phòng ngủ giống nhau. Phòng ngủ này cũng nói chung là cũng hơi nhỏ một xíu nha anh chị nha. Khoảng đâu đó khoảng 9 đến 10 mét vuông. Tầm đấy anh chị ạ. Đây ạ. 3 phòng ngủ giống nhau. À có vẻ cái phòng ngủ sau này rộng hơn này anh chị. À đúng rồi. Phòng ngủ này rộng hơn nha anh chị nhé. Rồi còn bên đây là nhà vệ sinh của mình. Đây là nhà vệ sinh ở trên khu vực lầu 1. Một căn nhà ngang 6m, dài 19,5. Tổng diện tích là 117m, thổ cư hết. Nằm trên mặt tiền của một con đường thông để mình vừa ở vừa kinh doanh được. Ngang 6m là cực kỳ đẹp rồi đấy anh chị ạ. Và mức giá đang chào bán của căn nhà này là 6.200.000.000. Còn thương lượng chính chủ hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị mình luôn. Và em cũng xin thông báo mức giá này là chủ yếu là bán đất đấy quý anh chị ạ. Bán đất là chính thôi, kèm theo nhà. Tại vì nhà này là nhà sửa lại nha quý anh chị nha. Rồi, nếu anh chị mình yêu thích căn nhà này thì vui lòng liên hệ cho em Hải. Em sẽ hỗ trợ quý anh chị mình xem nhà và xem giấy tờ sổ sách pháp lý liên quan về căn nhà này nha quý anh chị nha. Em rất mong quý anh chị mình sẽ đăng ký kênh Hoàng Hải Bất Động Sản để cập nhật các cái sản phẩm bất động sản tại thành phố Di An, Thuận An và Thủ Đức. Bên em sẽ cập nhật ở trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản này cho anh chị mình tham khảo. Đây là hàng xóm của căn nhà mình nha quý anh chị, mặt trước của nhà mình nha, một tòa nhà rất là cao nha quý anh chị nha. Em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị mình trong những video tiếp theo của bên em ạ.